Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Máy Đo Chuyên Dụng. Các bạn thân mến, những chiếc máy đo khoảng cách như thế này với độ chính xác cao và sai số thấp đang được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng hay là trong đo đạc. Vậy thì máy đo khoảng cách có thể đo được tối đa là bao nhiêu mét? Hãy cùng mình tìm hiểu rõ hơn trong video này nhé. Máy đo khoảng cách bằng laser hay còn được gọi với tên gọi khác là thước đo laser là một thiết bị đo chiều dài chuyên dụng sử dụng công nghệ đo khoảng cách bằng sự phản hồi tia laser khi chiếu đến một vật cản. Máy đo khoảng cách laser hoạt động dựa trên nguyên lý sự phản xạ tia laser, mang lại khả năng đo nhanh, chính xác. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong đo đạc, trong các công trình xây dựng hay là đo vẽ bản đồ. Nếu các bạn để ý hoặc là các bạn quan sát kỹ thì các bạn sẽ thấy là trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều các dòng máy đo khoảng cách với phạm vi đo từ 0.02 lên đến 1.500m. Nhưng chung quy lại thì chúng được phân chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên đó là máy đo khoảng cách đo được tối đa lên đến 150m và nhóm thứ hai đó là máy đo khoảng cách đo được tối đa lên đến 1.500m. Vậy thì với từng nhóm một chúng ta nên sử dụng những máy đo khoảng cách nào đây? Đầu tiên với phạm vi đo lên đến 150m, với phạm vi này thì máy được ứng dụng để đo đạc, đo lường trong các môi trường làm việc này, trong xí nghiệp này, trong nhà máy chế tạo. Thậm chí là máy có thể sử dụng để đo đạc đất đai, đo khoảng cách trong điều kiện ngoài trời. Và trong ứng dụng này thì các bạn có thể sử dụng 4 máy đo khoảng cách sau. Đầu tiên đó là máy đo khoảng cách Bose GLM 150C, phạm vi đo tối đa là 150m. Thứ hai đó là máy đo khoảng cách Leica Distor X4, phạm vi đo tối đa là 100m, có camera. Thứ ba đó là máy đo khoảng cách T100C, có camera và phạm vi đo tối đa là 100m. Và thứ tư đó là máy đo khoảng cách Leica Distor X3 không có camera, phạm vi đo tối đa là 150m. Như vậy là các bạn sẽ nhìn thấy là một bên có camera và một bên là máy đo khoảng cách không có camera. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là khi nào chúng ta nên sử dụng máy đo khoảng cách không có camera và khi nào chúng ta nên sử dụng máy đo có camera? Khi mà chọn mua thì các bạn sẽ tùy thuộc vào mục đích của mình. Nếu mà các bạn sử dụng đo khoảng cách ở trong nhà nơi có cường độ ánh sáng bình thường thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được 4 máy đo khoảng cách ở đây. Đó là máy đo khoảng cách là Bose GLM 150C, Leica Distor X4, T100C và Leica Distor X3. Tuy nhiên, nếu mà các bạn sử dụng ở ngoài trời nơi có cường độ ánh sáng mạnh thì các bạn nên sử dụng những dòng có camera. Tại sao? Bởi vì nếu mà sử dụng ở ngoài trời, các bạn sử dụng những cái dòng không có camera như thế này thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái điểm phát ra tia laser hay là cái vị trí mà chúng ta cần đo. Vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào? Hãy cùng theo chân mình đo trong quá trình ứng dụng ngay thực tế sau đây nhé. Các bạn cũng lưu ý là khi mà chúng ta đo khoảng cách dù là ở ngoài trời hay là ở trong nhà thì chúng ta không nên cầm máy như thế này mà chúng ta nên cố định máy tại giá đỡ. Và ngay sau đây thì mình sẽ sử dụng hai máy đo khoảng cách, đó là máy đo Leica Distor X3 không có camera và máy đo khoảng cách Leica Distor X4 có camera để đo vị trí từ khoảng cách từ mình đứng ở đây cho đến tòa nhà hiện kia. Như vậy là kết quả mà khi mà mình sử dụng đo khoảng cách mà có sử dụng máy không có camera thì kết quả thu được là 34.652m. Như vậy là các bạn thấy là mình không nhìn thấy cái vị trí phát ra tia laser cũng như là không biết là cái điểm mà mình đang đo là ở đâu. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng máy đo khoảng cách Leica Distor X4 để đo. Đây các bạn hãy quan sát ở trên màn hình nhé. Mình đã nhìn thấy cái điểm vị trí mà mình muốn đo rồi. Và cái kết quả đo mà mình thu được là 48.996m. Như vậy là các bạn đã thấy hiệu quả của cái việc mà chúng ta sử dụng máy đo khoảng cách đo ở ngoài trời có camera và không có camera. Vậy thì với nhóm đo thứ hai đó là đo khoảng cách lên đến 1.500m thì chúng ta sẽ sử dụng thiết bị nào đây? Thế nên đó chính là ống nhòm đo khoảng cách ERA series. Thì thiết bị này được sử dụng trong các công trình lớn như là làm đường hay là trồng rừng
hay là sử dụng trong các môn thể thao như là chơi golf hoặc là săn bắn. Và ở đây sẽ có 3 môn model. Đầu tiên đó là model SA600, thứ hai đó là model SA900 và thứ ba đó là model SA1500. Và trên tay mình hiện là model SA900, đo khoảng cách được tối đa là 1000m. Như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn một số máy đo khoảng cách tương ứng với từng phạm vi đo, và mình cũng đưa ra một số những hạn chế và cách khắc phục để làm sao khi mà chúng ta đo, chúng ta thu được kết quả đo chính xác nhất. Nếu mà các bạn có câu hỏi và thắc mắc, hoặc là các bạn muốn đặt mua về máy đo khoảng cách, thì các bạn hãy liên hệ đến hotline 0904 810 817, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website maydochuyenduong.com. Đừng quên ấn like, share và ấn theo dõi kênh để cập nhật những video hữu ích nhất.